Trà xanh khiến Chubin bỏ mặt đe dọa vợ con vạch trần sự thật. Chị đi khách thì cao sang quá. Sau khi bị một tài khoản bóc phốt cho rằng Chubin ngoại tình khi người yêu có thai để theo một cô gái khác làm dậy sóng cộng đồng mạng, thì mới đây, cô gái được cho là Trà xanh qua lại với nam ca sĩ đã lên tiếng đáp trả. Tối ngày 14 tháng 4, mạng xã hội được phen dậy sóng khi Ngọc Trà, bạn gái của nam ca sĩ Chubin đăng đàn tố bạn trai là mình có bầu, để rồi sau đó đi ngoại tình với một cô gái khác. Điều đáng nói, Ngọc Trà cho biết, vì để bảo vệ nhân tình cũng như ếm chuyện nam ca sĩ xuống, Chubin đã có những lời lẽ đe dọa người yêu, tuyên bố sẽ không chu cấp tiền nuôi con nếu như Ngọc Trà không chịu xóa bài đăng tố mình ngoại tình. Sau bài bóc phốt từ bạn gái Ngọc Trà, hình ảnh của nam ca sĩ Chubin đã phần nào ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều cư dân mạng đã lên án chỉ trích nam ca sĩ, thậm chí nhiều cư dân mạng đã tràn vào trang Facebook cá nhân của Chubin để lại những chỉ trích, cho rằng anh với nam ca sĩ Jack không khác nhau là bao, để rồi từ đó biệt danh chu cấp ra đời để dành cho Chubin. Bên cạnh đó, dân mạng cũng đã nhanh chóng tìm ra Facebook của Trà Xanh đang qua lại với Chubin, ném đá không thương tiếc cô nhân tình xinh đẹp của nam ca sĩ. Trước sự lên án mạnh mẽ từ cư dân mạng bởi lời tố cáo của Ngọc Trà, bạn gái của Chubin, thì người đẹp được cho là Trà Xanh qua lại với giọng ca Giấc Mơ Vô Hình đã lên tiếng đáp trả lại. Theo đó, ND, cô gái được cho là Trà Xanh qua lại với Chubin dù biết nam ca sĩ đã có người yêu, bày tỏ sự ngạc nhiên khi Facebook cá nhân tăng lượt theo dõi quá trời quá đất, đồng thời nhiều phóng viên đã liên hệ với cô. Sao lượt follow lên quá trời đất luôn vậy nè, nhà báo cũng gọi điện mình quá trời, mọi người cứ chuẩn bị chờ bài báo trước sự thật ạ. Mình cũng có đầy đủ bằng chứng và đính chính lại trước nhà báo từ việc, nhân tình của Chubin viết. Chưa dừng lại ở đó, cô gái được cho là Trà Xanh đáp trả cực gắt trước những lời tố cáo của Ngọc Trà khi cho rằng cô là kẻ đã giật bồ giật ba của người khác. Thứ nhất, anh Bin chưa từng đăng ký kết hôn và chưa từng cưới vợ, nên không có cơ sở nào để nhà báo viết đó là vợ và chuyện tình cảm không ai nói trước. Hết duyên thì đi, đó chỉ được gọi lại là người yêu cũ. Thứ hai, việc anh Bin đến với tôi là khi anh Bin đã chia tay với bạn gái cũ nên tôi không có lỗi trong chuyện này. Trước hai người và khi biết bạn gái cũ có bầu, anh Bin vẫn có trách nhiệm chu cấp và có trách nhiệm gánh một số đống nợ cho bạn ý và gia đình bạn ý mà không hề than trách, ngược lại vẫn âm thầm trả nợ cho đến bây giờ. Thứ ba, việc bạn ý lập Facebook ảo rồi gọi điện nhắn tin làm phiền tôi, chửi bới gia đình tôi rất thậm tệ và mất dạy, tôi cũng không hề lên tiếng. Cho đến khi tôi lên tiếng một lần thì bạn ấy lại có cái cớ đó đăng lên là tôi sai, và trên danh nghĩa bạn ý không có quyền chửi hay xúc phạm tôi vì bạn ý không phải là vợ mà chỉ là người yêu cũ. Việc này có thể là tội vu khống vì đụng chạm đến gia đình và mẹ tôi nên tôi đã rất bức xúc, thành ra ăn nói không có kiểm soát. Thứ tư, bạn phải sống thế nào người đàn ông người ta quá áp lực quá sợ người ta mới không cưới, chứ phụ nữ người ta mà sống tốt thì không cần nói họ cũng phải tự rước nàng về dinh. Chẳng có gì là tự nhiên cả, không làm được gì nữa cả là lôi tôi vào như kiểu tôi là nguyên nhân gây ra sự rạn nứt giữa hai người. Thứ năm, một người đàn bà độc ác biết anh Bin có con riêng rồi đã chấp nhận yêu anh Bin nhưng lại cấm anh Bin không cho anh Bin gặp con riêng của anh, rồi ích kỷ với đứa trẻ con thì chỉ có lương tâm một con người không, trẻ con đâu có tội tình gì. Thứ sáu, việc chị ấy âm thầm điều tra tôi và chơi xấu tôi cũng không đầu điều. Rồi việc chị ấy khinh thường những người vũ công như tôi và kêu nghề chúng tôi chỉ đi làm gái thì cũng bỏ công sức mồ hôi nước mắt ra để kiếm tiền mà. Thế hóa ra bạn nói cả Việt Nam này ai là dance cũng làm gái à? Trong khi bạn ăn không ngồi rồi chờ trực người khác nuôi, không có ai nuôi thì qua xin để làm gái. Chị nghĩ che đậy được những việc làm bên xin của chị à? Mà đi kêu tụi em làm dance là gái và khinh thường, chị thì cao sang quá. Mọi người cứ chờ trước sự đính chính của sự thật, không cần nói nhiều, im lặng là vàng, chỉ mong những người thân, người thương yêu của mình hiểu. Dù đã lên tiếng nói rõ sự thật, cũng như tung ra những tin nhắn được cho là bạn gái của Chubin nhắn tin qua lại với mình để chứng minh sự trong sạch, không cướp bồ cướp chồng của ai, nhưng nhân tình của Chubin vẫn bị cộng đồng mạng công kích.